đây truyền ra ngoài trước là phân phát cho bà con ha. Hôm nay là buổi chiều ngày 7 và ngày lễ này là lễ chưa chánh, ngày mai mới chánh. Hôm nay mọi người đi vào khu vực này rất là đông nè. Thấy ở đây có một cái chỗ để mua lăng. Đây là những cái quầy nước uống nha. Đó, đây là nguyên một thao nước uống luôn nè. Miễn phí. Đây là cái khu vực có sữa đậu nành nè. Đó. Một thao sữa đậu nành rất là to luôn nha. Sáng ngày mai là mùng 8 á, thì sẽ đông hơn hôm nay do vừa mưa xong nè. Còn đây là cái quầy bằng nước cam. Đó, mọi người đi ở đây khát nước thì chúng ta sẽ vào uống nha. Không khí của ngày giỗ hôm nay là chiều ngoài dưới nè, rất là đông luôn nha. Để mọi người đi náo nước thì đến đây nè, đông chưa? Khu vực bên đây là mọi người đi vào trong đây thắp hương ha. Chỗ này có những cái hàng cây đá để cho mọi người ngồi nghỉ ngơi nè. Bên đó thì mọi người đang tập trung để xem múa lăng nha. Còn đây có trang trí hình một chú rồng ha. Chú rồng mở đèn lên ban đêm rất là đẹp luôn ha. Đông quá, hôm nay chiều nay cũng rất là đông luôn ha. Đây là cái khu vực bên Đông Lan và đi thẳng về phía sau đó là cái khu vực nấu ăn uống và cái chỗ nhà để ăn luôn nha. Ở đây đông lắm nè, mọi người khi vào trong đây dùng những cái món ăn chay đông lắm, vào trong này đông lắm, mình sẽ ra sau để cho các bạn xem nha. Và trước mắt sẽ có những cái quầy phát thuốc đông y của cô các cô bác ở đây ha, phát thuốc.
có một bác là đang ngồi phát thuốc ha, cũng là từ những này. Còn bên kia là một thuốc tây y nữa ha. Đây là những thuốc làm từ thiện thôi nha. Khu vực này là hôm trước gói bánh tét nè, bây giờ là sẽ dọn ra thành những cái bàn ăn như thế này ha. Hôm nay là giống như là ngày giỗ ở nhà, là chiều mùng 7 là giống là cúng mông chiều vậy đó. Ngày mai, sáng ngày mai bắt đầu làm bánh chánh ha. Các món ăn ở đây rất là phong phú đa dạng luôn nha. Wow, có đây là cái gì ha? Đậu xào nè. Đó, ngon chưa? Rất là ngon. Rất đông người, hai người khách đến đây dự lễ là đến đây ăn nè. Đó, ngon chưa? Dùng đi, dùng đi, chút xíu mình mới dùng. Còn món ăn thì rất là phong phú luôn, đa dạng luôn nha. Cái này là có đậu hũ kho nè, canh chua nè, đây là tới dưa tương nè, thả nè. Ồ, có quay phim đó hả? Đó, chưa? Đó, không dễ. Thấy không? Bạn có xa lại đây nhẹ nghe. Rồi, bên đây là những cái cô chú chuẩn bị trong nhà bếp nên những cái phần ăn mang ra ngoài ha. Đó. Ngày mai đông nữa nha. Cái này là rau muống xào. Món gì gọi món gì hết không? Dạ, đậu xào. Đậu xào với cái bắp xào ngon quá. Ngon quá. Cái này là tàu hũ kho. Thôi, ngon chưa? Tàu hũ kho, kho cốm, tàu hũ kho cốm quá ngon rồi. Wow, đây là còn cái nồi một cái canh chua nữa ha, cái sâu canh chua nè, lớn quá. Rồi. Một bàn ăn như thế này là bao gồm rất là nhiều món ăn luôn nha. Ai thích cái món ăn gì thì mình sẽ vào lấy ra ăn. Có thể là có, thậm chí là có người bưng đến tặng bàn cho mình ăn nữa. Bên đây là bàn ăn nè. Mỗi một bàn như vậy là món ăn là rất là nhiều luôn ha. Qua đây cũng vậy nè. Đây là gian hàng nước uống miễn phí nha. Có nước sâm nè. Còn phía trước này là có những cái xô gì thế này, mình coi đây. Cà phê. Cái này là cà phê luôn nè. Phải không cô? Đúng rồi, cà phê. Có cà phê nữa nha. Đây có một cái tổ đại sâm số 12 Long Khánh Hồng Ngự. Đây Long Khánh Hồng Ngự ha. Rồi có là gì, có hột é, mũ gòn. Wow, có bánh nè. Còn đây cũng là cái khu vực ăn nữa nè. Đó, đông chưa? Ngoài bàn thì ăn, còn phía bên trong này thì có những cái cô đang là chuẩn bị những phần ăn như thế này nha.
ngon quá, món chay nè, có chả giò nè, rồi có gói sen ngầm gỏi, dứa chua, đó ngon chưa? Quá ngon rồi. Đây, 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 cơm. Bên đây là bún à? Ô, cũng cơm. Cái này là... Cái này bún khô. Cái này là... Đồ xào. Đồ xào, thao đồ xào nè. Này muối xả. Vâng, đây là bún khô. Đó. Còn đây là những cô đang chuẩn bị những cái phần bún khô ha. Rồi quá. Đây có xíu mại nè, có chả giò nè, dưa leo nè, có một số rau ha. Còn đây là cái gì ha? Gì hả chị? Bánh canh. Bánh canh, wow. Bánh canh trắng. Bánh canh trắng hết trơn hả? Qua wow, đây một tô bánh canh trắng nè. Ngon quá, để ra nào ha. Đây là có những cái phần mang về được nè. Đó, đó mang về nè. Dạ. Dạ, đây nguyên một thao hết trơn rồi, gần hết rồi. Quá wow, đắt rồi, bán đắt quá. Phía sau đó là những người chuẩn bị những cái phần ăn như thế này nha. Đây có bắp cải hả? Đây bắp cải hả? Đó, bắp cải nè. Còn đây là đậu hũ nè. À, như vậy là cái món này để dùng với bánh canh giò heo ha. Nhưng mà đồ chay chứ không phải giò heo thật nha. Cái này là đồ chay hết, đậu hũ thôi. Đây nè, đây nè, những món này. Và đây cũng là chuẩn bị có những cái bọc như vậy là mọi người ai thỉnh đi về cũng được luôn ha, sẽ mang được những cái bọc này mang về được nè. Và đây cô cũng vào sẵn những cái tô như thế này, thì ai có đói hay là cần ăn thì chúng ta sẽ lấy ha, mỗi người một cái tô như một phần vậy. Đang ăn thoải mái luôn hả cô? Đúng, thoải mái luôn. Đúng, cái này ăn thoải mái luôn đó. Ăn thoải mái luôn, ăn bao nhiêu cũng được, mấy bao nhiêu hay là bao nhiêu tô cũng được hết trơn nha. Có hai cô đến đây để nhận cái phần ăn nè, và tất cả những cái đồ ăn này đều miễn phí hết luôn. Còn trong đây là đang nấu sữa đậu nành phải không cô? Đây là một cái nồi sữa đậu nành. Còn bên đây là những cái phần này cũng là bánh canh luôn, bên đây cũng làm ra những phần bún như thế này nè. Và có những em bé, những cậu này đến đây xin đồ ăn nè. Có những cái đậu hũ làm ngon quá nè. Đây là chả giò nè. Còn bên ngoài này thì mọi người sẽ nhận những cái phần ăn này đến bàn và ngồi ăn nha. Có những cái tổ. Thank you.
đây những cô lớn tuổi chuẩn bị cà chua. Có cà chua. Cà chua này để làm món gì hả cô? Cà này để làm bún riêu. Cà này nấu bún riêu. Cà này để làm bún riêu. À, những cô chuẩn bị như thế này nha. Đó, khỏe lắm á. Còn đây là một cái tổ nải bún riêu nè, bún riêu chay. Đây là nguyên một nồi bún rất là lớn luôn nè. Đó, nó dẫn chưa. Nhìn cái nồi súp này hấp dẫn quá ha. Đó, phía trước là phân phát. Từ đây truyền ra ngoài trước là phân phát cho bà con ha. Còn đây là một cái nồi súp rất là ngon luôn nè. Lớn nè, mới vừa nấu. Đó là đậu hũ non mà làm từ cái cua, giả cua. Đây cua nè. Cua này là bằng đậu hũ nha. Đây là đậu hũ mà giải ra cua. Và đây là những cái dĩa cơm đã mất múc sẵn, để sẵn vào trong này. Có dưa leo nè, chả giò nè. Đó, để sẵn những dĩa cơm này. Có sẵn một cái tô súp canh nữa ha. Còn bên trong đây là những cô đang chuẩn bị những cái món ăn ha. Đó, đây là cái hậu phía sau ha, phía sau hậu trường làm nên món ăn ngon nè. Bông điên điển. Bông điên điển này làm gì hả cô? Xào. Xào bún riêu. Mình nấu gì hả? Bún riêu. Bông điên điển này nấu bún riêu ha. Cô chú đang lập ra bông điên điển để nấu bún riêu nè. Dạ. Chú còn quay nha. Chú xíu cô vô chổng luôn. Lên bạn của bà nó chú không để ra mày mấy Mỹ nha, ra mấy người ấy nha, quốc nha. Bên đây là chuẩn bị những cái cải muối nè. Dưa chua, dưa cải ha. Và đây bông điên điển nè. Bông điên điển là chuẩn bị cho nấu bún riêu, ăn bún riêu. Dạ. ngày mai nha. Dạ. Là mình đãi 5 món. Dạ. Với đồ nguội. Dạ. Bánh gói thích nướng. Dạ. Rồi xào chua ngọt. Dạ. Rồi cơm trộn. Dạ. Canh thập cẩm. Dạ. Có một bà đang bông xả. Bông xả. Bông xả làm gì hả bà? Bông xả này để làm gì hả? Bông xả là bún riêu. Bún riêu. Cái này là sử dụng cho bún riêu mình á. Bên đây là không gian bếp nè. Đúng. Cái này chỉ chuẩn bị cho ngày mai thôi ha. Ngày mai là ngày chánh nè, còn đông hơn nữa ha. Ngày mai giống như là ngày chinh chiến vậy. Ở đây cũng chuẩn bị những phần xả như thế này để ngày mai nấu bún nè. Đây là gian bếp. Chỗ này là bán nước cốt dừa phải không anh?
à, chuẩn bị thắng nước cốt dừa nè. Dạ, bên kia là làm chả giò ha, chiên chả giò. Đây là cô thiên chả giò để chuẩn bị cho ngày mai á, ngày mai là ngày chánh nè. Được anh, được anh. Có cái gì vậy? Trời, chả giò ấy ngon quá nè. Còn cái này mình kêu rồi mình gọi là cái gì hết chú? Cái này cái gì chị mình gọi dưới tầm á. Dạ. À, thưa các bạn, đây là cái món mà để vào trong bánh tầm giống như là xíu mại mình ha. Dạ, dạ, dạ. Đây có cà rốt, đậu hũ, cá trắng, hành tiêu. Còn bên kia là nhà làm giống là chả giò. Chả chả giò. Đây là nhân á, làm nhân để làm chả giò. Làm nhân để cho chả giò. Gói chả giò. Thưa các bạn, hầu hết là các cô chú đến làm giúp trong cái buổi lễ hôm nay là rất là lâu luôn nha. Là hầu như là những năm trước là mùa nào cũng đến đây phụ giúp. Còn đây bên trong là những cô đang chuẩn bị củ cà rốt. Cà rốt đã trộn chung với những nhân làm chả giò nè. Đây là khu vực, này rất quan trọng nha. Có những món ăn, có khu vực này mới có những món ăn ngon nè. Cái này mình làm ra món gì hả cô? Dạ, dạ. Đó, cà rốt nó bằng cái ăn rồi á. Chín ba, đây. Anh hiện tại quá khổ rồi. Anh hiện tại đi. Đây bên đây cũng vậy nè. Đây khu vực này là cái những cô đang làm cà rốt nha, bầm cà rốt, sắc cà rốt ra nè. Trong khu vực này thì hơi tối chút xíu nha. Trong khu vực này là mọi người nấu cơm và có chỗ làm đậu hũ nữa tại chỗ luôn để đãi nha. Nấu đậu hũ hả anh? Cái này đậu hũ hả? Cái này nấu đậu hũ ra đậu hũ không?
Còn đây là những cái nồi để nấu ra những cái nồi cơm ha. Đây nồi cơm nè, rất là lớn luôn nha. Bờ Thịnh đây là một cái tô bún nha. Ở đây có chả giò nè, có cải dưa nè. Wow, bây giờ bên ngoài đang mưa rồi, có nước cốt nữa nha. Cái này là bánh tầm mình, nước cốt rất là vừa ăn luôn. Ăn đi ra bàn thì mình có cái keo nước tương nè, ở bên đây có ớt nè và có đồ niêm sẵn ha, và chỉ niêm vào trong đây thôi ha. Bên ngoài bây giờ đang mưa rất là lớn luôn nè. Bên ngoài hôm nay là trời mưa ha, trời mưa giờ cũng đang tạnh nhưng mà vẫn còn mưa lâm râm nè. Bên ngoài trời vừa mưa xong nhưng mà mọi người vẫn đi ở đây cũng khá đông nè. Mưa rất là lớn luôn ha. Trời vừa mưa một cơn mưa rất là lớn. Hai bên cái lối đi vào trong khu vực lễ thì có bán đồ. Bây giờ ta cũng dùng những tấm mũ che lại như thế này ha, che mưa rồi này.